Tuần thi đấu đầu tiên của Super League đã diễn ra với rất nhiều trận đấu hấp dẫn, kịch tính. Ngay bây giờ tôi xin gửi các bạn bản tin tổng hợp Super League tuần 1. Hoàng Thiện và Ngọc Vũ được đánh giá hai vận động viên ngang tài ngang sức. Vì vậy, ở trong trận đấu đầu tiên, cả hai ăn miếng trả miếng và phải định đoạt trận đấu bằng những loạt đá 11m. Nếu như Ngọc Vũ chiến thắng ở lượt trận đầu tiên thì lượt trận thứ hai, Hoàng Thiện đã lên tiếng. Một điểm cho mỗi vận động viên không phải là kết quả quá tệ trong trận đấu khai mạc. Quan Chí Nhân là một trong hai vận động viên được coi là ẩn số tại giải lần này, nhưng trước Trần Trung Hiếu, Nhân tỏ ra quá bé nhỏ. Lối đá phòng ngự phản công nhanh của Hiếu nhanh chóng làm Chí Nhân sụp đổ. 3 điểm đầu tay cho ứng cử viên của chức vô địch Trần Trung Hiếu. Trận cầu đinh của ngày thi đấu đầu tiên đó là cuộc đọ sức giữa Thanh Tòng và Văn Hòa. Cả hai lựa chọn sơ đồ đội hình tương đối giống nhau, đều là 5-3-2. Chỉ khác biệt duy nhất về lối chơi khi Thanh Tòng tập trung bóng nhiều ở trung lộ, có Văn Hòa thiên về tấn công hai bên hành lang cánh. Khởi đầu những tình huống tấn công dồn dập nhưng Thanh Tòng không thể có được bàn thắng. Và ở phút cuối cùng hiệp 1 trận đấu, Văn Hòa có cơ hội khi Aubameyang cướp bóng trong chân của Yaya Touré. Ngay lập tức tiền đạo người Gabon chọc khe bổng cho Ibrahimovic băng xuống. Van der Sar của Thanh Tòng chặn được cú dứt điểm của Ibra, nhưng con đó là Ronaldo với cú sút mà bóng chạm chân Paolo Maldini nhưng không đủ để cứu Thanh Tòng thoát khỏi sự trừng phạt đến từ Văn Hòa. Bước sang hiệp thi đấu thứ hai, Thanh Tòng quyết định đẩy cao đội hình và gây nhiều sức ép hơn sang phần sân của Văn Hòa. Với mọi nỗ lực của mình thì cuối cùng bàn thắng cũng đã đến dành cho Thanh Tòng. Bắt nguồn từ pha đá phạt góc của Ronaldo MLB. Vidic bật cao đánh đầu, bên kia Manini phá ra, nhưng Subotic xuất hiện bất ngờ, kiến tạo cho Ibrahimovic xoay người dứt điểm hiểm hóc, hạ gục thủ thành Thibaut Courtois. Trận đấu trở về thế cân bằng, nhưng đến phút thứ 87, người hùng của Văn Hòa trong trận đấu lượt đi là Ronaldo, mùa loại player một lần nữa lên tiếng để chấm dứt cơ hội của Thanh Tòng bằng một pha thoát xuống rất nhanh để nhận đường truyền của Aubameyang. Bằng tất cả sức lực còn lại của mình, Ronaldo vượt qua hậu vệ chi quản cuối cùng và lạnh lùng dứt điểm. Thanh Tòng ngậm ngùi nhận thất bại và buộc phải tìm lại chính mình trong trận đấu lượt về. Nhưng Văn Hòa đã chứng minh ngày hôm nay là ngày của anh ấy khi một lần nữa nhấn chìm Man City của Thanh Tòng bằng bàn thắng ở phút 90+1. Ibrahimovic chứng tỏ khả năng của mình khi vượt qua hai hậu vệ và tung ra đường truyền bổng thuận lợi cho Ronaldo. CR7 đã không phụ lòng tiền đạo người Thụy Điển khi bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành của Thanh Tòng và mang về chiến thắng đầu tay cho Văn Hòa ở ngày thi đấu đầu tiên. Cảm giác của em khi lần được chiến thắng trước anh Tòng thì rất là sung sướng, tại vì đây là lần đầu tiên em đá được Super League. Tâm trạng của em khá là hồi hộp và lo lắng. Cái phong độ hiện tại thì em có tự tin bước vào top 4 của Super League này không? Dạ, điều đó em cũng chưa khẳng định được, tại vì phong độ của em bây giờ hiện tại là khá phập phù. Được kỳ vọng sẽ là chú ngựa ô của giải đấu, nhưng Hoàng Linh tỏ ra thua thiệt Đoàn Anh Tuấn về mọi mặt, từ kỹ năng, chiến thuật cho tới khả năng kết liễu đối thủ. Hai trận thua sau hai lượt trận khiến Linh và Nhân là hai vận động viên chưa được điểm số nào sau vòng 1 Super League. Quan Chí Nhân đang gặp phải một tuần đầy khó khăn khi tiếp tục gặp thêm một ông lớn nữa ở vòng 2, Thanh Tòng. Với kỹ năng vượt trội kèm theo một chút may mắn trên chấm đá 11m, Tòng dễ dàng đả bại Chí Nhân cũng như khẳng định vị thế của ứng cử viên cho chức vô địch. Văn Hòa và anh Tuấn đã cống hiến cho khán giả một trận đấu cực kỳ mãn nhãn. Nếu ván 1 kết thúc với chiến thắng nhẹ nhàng cho anh Tuấn thì ván 2 đã chứng kiến một cuộc rượt đuổi tỷ số như phim hành động giữa hai vận động viên. Và người xuất sắc hơn đó chính là Văn Hòa. Dường như chiến thắng của Ngọc Vũ ở ván 1 đã chạm vào lòng tự ái của Hoàng Linh khi ở ván 2. Hoàng Linh dường như đã lột xác với những miếng đánh và ghi tới 2 bàn trước khi Ngọc Vũ có được bàn thắng danh dự. Điểm số đầu tiên của đại diện đến từ Hà Nội tại Super League. Tâm điểm của vòng 2 đó là trận đấu giữa Hoàng Thiện và Trung Hiếu. Trung Hiếu vẫn lựa chọn cho mình một sơ đồ phòng ngự lùi sâu và chỉ cắm duy nhất Ibrahimovic mùa 11 trên hàng công. Trong khi đó Hoàng Thiện vẫn lựa chọn sơ đồ 4-1-3-2 sở trường của mình. Nhập cuộc với lối đá chậm chắc nhưng Trung Hiếu mới là người có nhiều tình huống tấn công nguy hiểm hơn, và phút thứ 20 của trận đấu, từ pha dốc biên của Gareth Bale, Ibrahimovic đã tận dụng rất tốt khả năng không chiến và chớp thời cơ của mình mang về bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Sang hiệp thi đấu thứ hai, Trung Hiếu chủ động lùi sâu đội hình để bảo toàn tỷ số. Với một bức tường 11 người phần sân của Trung Hiếu thì Hoàng Thiện cũng đành bó tay và chịu thất thủ trong trận đấu đầu tiên. Bước sang trận đấu lượt về, cả hai vẫn giữ nguyên đội hình ra quân giống như trận đấu lượt đi. Tuy nhiên, sự khác biệt đã đến khi Hoàng Thiện đã tìm được đường vào khung thành của Trung Hiếu. Phút thứ 59 của trận đấu, nhận đường truyền thuận lợi từ Ronaldo, Hernan Crespo đỡ bóng, quay người và ra chân rất nhanh, bóng đi xoáy vào góc xa và 1-0 cho Hoàng Thiện. Cứ tưởng như Trung Hiếu sẽ gặp khó khăn trong suốt phần còn lại của trận đấu thì sai lầm của Hoàng Thiện đã đến. Phút thứ 70, Ivanovic phá bóng trúng người Yaya Touré và ngay lập tức Trung Hiếu tổ chức tấn công. Touré có một đường truyền chuẩn xác và lại một lần nữa cái tên Ibrahimovic được hô vang trên khắp các khán đài. Tỷ số lúc này được san hòa 1-1. Trận đấu lượt về phải bước vào hiệp phụ đầy căng thẳng. Trong không khí như vậy, bất kỳ ai cũng có thể trở thành người hùng. Và Hernan Crespo của Hoàng Thiện đã chứng minh được tài năng của mình với một pha phối hợp bộ ba tam giác trước khi bình tĩnh xử lý bóng trong vòng cấm để mang về chiến thắng nghẹt thở cho Hoàng Thiện. Đánh giá của bạn về hai ngày thi đấu vừa qua, với cũng nào là
đáng ngại nhất? Qua hai ngày thi đấu thì mình có cảm giác là có một chút hơi tiếc vì bị mất điểm hơi nhiều, mất rất là nhiều điểm, chỉ được 2 điểm trong sau 2 vòng đấu thôi. Đối thủ mình đáng ngại nhất, ta 7 người còn lại đều như nhau, nên có lẽ đối thủ mà mình ngại nhất đó là vợ của mình, vì nếu mà mình đã ăn thì không sao, nếu mà mình đã thua về chắc nhịn đói mất. Như vậy sau tuần đấu đầu tiên, các thứ tự trên bảng xếp hạng Super League đã dần được hình thành một cách rõ rệt hơn. Lần lượt trong top 4 là Trung Hiếu, Đoàn Anh Tuấn, Văn Hòa và Thanh Tòng. Quan Trí Nhân là vận động viên duy nhất chiếu điểm số nào sau 2 vòng đấu và đứng ở vị trí cuối bảng. Ngoài ra, Super League mùa này cũng có đề cử danh hiệu MVP mỗi tuần. Với tuần thi đấu này, danh hiệu MVP đã thuộc về Văn Hòa.